Chúc mừng sinh nhật, Grace. Chúc mừng sinh nhật con, Cheese. Cảm ơn mẹ. Hãy mở nó ra. Wow. Làm tốt lắm, Tris. Đập tay. Mình thích chiếc xe này. Em cũng vậy. Vinh. Hôm nay con bao nhiêu tuổi? 3. Đúng không? Thuyền của chúng ta đâu? Mừng sinh nhật, Tristan. Bắt đầu thôi. Chúng ta hãy đi trượt tuyết. Đi thôi. Có ổn không? Dạ. Yo-ho! Đi thôi! Grace, có những món quà được giấu bên trong con thuyền. Em có thể tìm thấy chúng. Đi thôi. Hãy tìm nó. Ồ, còn thấy không? Wow, cái này thật khổng lồ. Đó là những chiếc xe tải quái vật Hot Wheels.
Tuyệt vời. Hãy tìm thêm quà tặng. Dạ có. Wow. Hãy nhìn vào mô hình này. Hãy tìm thêm quà tặng. Nhìn đằng kia. Ok. Chris, kiểm tra đằng sau những chiếc gói. Có lẽ có thể có một cái gì đó. Wow. Chris, hãy mở nó ra. Dạ. Wow, đó là một chiếc xe tải quay và Hot Wheels. Wow. Nhiều quà tặng hơn. Hãy xem những gì bên trong chúng nhé, Chris. Dạ. Đó là xe Hot Wheels mới. Wow. Ngoài ra còn có một cái khác. Wow, nó là gì vậy? Hãy mở nó ra. Siêu rực lửa. Là xe cảnh sát. Hãy mở nào. Bà thấy quà chứ. Vlad, lấy cái này. G-Wagon. Vlad, nhìn kìa. Wow. Đẹp. Wow, Cheese. Nhìn kìa, dành cho con. Xe hơi. Giống xe của mẹ. Chào mừng sinh nhật cô Tris. Chào mừng sinh nhật cô Tris. Mừng ngày đó Tris sinh ra đời. Chúng ta chúc mừng sinh nhật. Chào mừng sinh nhật cô Tris. Mừng ngày đó Tris sinh ra đời. Chúng ta chúc mừng sinh nhật. Hooray!